Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi thành viên ca sa trong khi diễn tập ba bộ kinh điển. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ phước báo của đại lễ dân y tâm thi ná của chúng tôi làm sau ngày hôm nay. Thank you.
Sau nghi thức đại diện cho thí chủ chính thức trong buổi lễ sáng hôm nay, lên hương đăng cúng dường Tam Bảo, tiếp theo là phần lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Vì thời gian có hạn, chúng tôi xin được trân trọng kính mời A Cha Chí Hùng hướng dẫn nam nữ Phật tử làm lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Sa Pha Ca Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bôn Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ca Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bôn Tha Sa. Nam mô Ta Sa Pha A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bôn Tha Sa. Iti Bi So Pha Ca Va A Ra Hằng Sam Ma Sam Bôn Tho Vi Cha Cha Ra Na Sam Ban Do Su Ga To Lo Ca Vi Do An Un Ta Ro Bu Ri Sa Dam Ma Sa Ra Thi San Tha De Va Man Un Sa Nang Bôn Tho Pha Ca Va Ti Tăng A Ra Ha Di Go Na Sa Yun Tăng Bôn Thang Si Ra Sa Na Ma Mi Tăng Cha Bôn Thang I Me Hi Sang Ka Re Hi A Phi Bôn Ya Ya Mi So Ka To Pha Ga Va Ta Tham Mo San Din Thi Ko A Ka Di Ko E Hi Van Si Ko Ô Ba Na Di Ko Ba Chan Tăng Về Đi Tam Bồ Hi Ti Tăng So Kha Ta Di Go Na Sang Yo Tăng Tham Mang Si Ra Sa Nam Ma I Ma Hi Sa Hi A Phi Bồ Nha Nha Mi So Ba Ti Ban No Pha Ga Va To Sa Va Ca San Kho U Chu Ba Ti Ban No Pha Ga Va To Sa Va Ca San Kho Nha Ya Ba Ti Ban No Pha Ga Va To Sa Va Ca San Kho Sa Mi Chi Ba Ti Ban No Pha Ga Va To Và đi đăng chan ta ri bu ri sa yu ga ni an tha bu ri sa bông ga la e sa pha ga va to sa va ca sang kho a hu nay yo ba hu nay yo đa khi nay yo an cha li ca ra nay yo an tôn ta răng phôn nha khét tăng lô can sa Ti tăng so ba ti ban na di go na sang yo tăng sang khang si ra sa na ma mi tăng cha sang khang ca re hi a phi bu cha ya mi som a nu mo ta ni สกขปุถีนโมปะโตสกขาสัทธามเทศนาสกขาสังกัสสะสามกีสามกีนังตะเปาสกขาวุยไทยดึกฝึกระดัยวุยไทยยาวฟับอย่างเลยก้าวซาวุยไทยว่าหอบตั้งยาลันไทยตื้อจุ้งวุยมาดงตู Phật ngôn các câu sau kho Phật Thiên Nam Mô Pa Tu vui thay Đức Phật ra đời. Vì sao Đức Phật ra đời là vui? Vì ở đây có ba điều. Thứ nhất, vì Đức Phật là bậc thanh tịnh, là tâm gương sáng cho chúng sanh, là một đối tượng xứng đáng cúng dường và sẽ thành tựu quả báo lớn cho những ai khởi lòng tịnh tín với Ngài. Thứ hai, giáo pháp của Đức Phật là pháp được khéo thiết, toàn hảo hướng thượng, đưa đến mục đích giải thoát. Nếu chúng sanh nào y cứ vào pháp đó mà thực hành thì sẽ được giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thứ ba, Đức Phật là một vị đầy đủ phước báo, do đó nếu Ngài xuất hiện ở đâu thì chúng sanh ở đó sẽ được an lạc do nhờ uy lực của Ngài.
Và hôm nay, tại nơi đây, tại ngôi Tam Bảo chùa giữa này, lễ an vị Phật được chính thức cử hành, cũng như do hội tụ của các vi lực của Đức Phật, vi lực của giáo pháp, vi lực của tăng chúng và vi lực của Tam Bảo, vi lực của chư thiên, vi lực của tinh thần hộ pháp của chư thiện tôn thiện đức tăng, của các cấp chính quyền, của các nhà hảo tâm, của gia đình thí chủ, nhất là gia đình thí chủ đại lễ dân y Ca Thi Ná, cúng dường tôn tượng của Đức Phật, hai vị nhỏ ở gần Phật điện trong buổi sáng hôm nay. Som A Nam Mô Tịnh Ni. Vì vậy, nhờ sự gia hộ của Hoàng Ân Tam Bảo, được sự chấp thuận của cấp chánh quyền, do sự phát tâm của gia đình thế chủ, chúng con thành tâm cung thỉnh chư tôn thiện đức tăng có ngày trụ trì chùa Mô Ni đang xây, hướng dẫn chư tôn thiện đức tăng làm lễ an vị Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật. Bần to bằng ti ca bát ma ma sa ca rupo yết nhôm Phật Bà Di Sát. Bên đây cư cơ rộp ni môn bà sông cơ rộp nô bì thi Phật thiê bì xe xôm a nô mô tà ni xôm a nô mô tà ni. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ phước báo của đại lễ an vị Phật trong buổi sáng hôm nay mà chúng tôi làm trong ngày hôm nay. Yeah.
kune deke samutthi panta ana savotan panama visankhan ye cha sankhya atayta ya ye cha sankhya na cha ye sankhya hankvan tiyami sampatyan Savaka Sankho Ucho Padipanno Bhagavato Savaka Sankho Nyaya Padipanno Bhagavato Tarang Panyang Khetang Loka Satinathe Me Saranang Anyang Sankho Me Saranang Varang Ete Chayamang Kalang Uttamang Kinawante Hang Sankhay Chathovitho Tamang Sankho Sankho Khamatutang Bambang ອັນກາລະນະຂອງອັງກໍາກອນຈັກຄຸມປໍປະພຸດທະຣູບໃໝ່ໃນອະຕິທານໂນພະປະລິມາປໍນີ້ໂຕຈະປະພຸດທະປະລິມາປໍສໍາລັບປະພຸດທະອັນມັກມັນພໍໂດຍຕໍ່ໂຕອິມັງພຸດທະຣູບັງອະຕິທານມີຕິຍັງເປອິມັງພຸດທະຣູບັງອະຕິທານມີຕະຕິຍັງ ยะนันนะเทวันตะนะเอวันตวัยวิจยาหะเฮจยะสัจจะยะมังกะเลอัปปะรังปิเสกะสัพพุทธะนังอังคะปันตะปะมาตะเตสะนังคันตังสะมังกะเลสะปะพยะตัง ตะนิเทเตปัจจังคินาปัจจังคินาลิกัตวาละละพันตันเตเคนิเมตสาวะทันตังกรีเมฆะลาอุทิตังคารัสเสนะเมหะเดียนเนียเตธัมมะวิธิเนียจิตตวา ปะรันตังคารัมปะนาละวะคะมาคะมะคะทะยะคังคันไตสุตันทะวิธิเนียจิตตวามะนันโตตันเตเกระกัจจวะระอะติมัสสะโพตังเตยวันทะยะกะมะสะเนวะสะเตยะระนันตังเมตตังปุเสกะวิธิเนียจิตตวา ตะนันตังเทวันติโยจนปทานกุลิเมละวัฏทังอัตถัยปิสังกตมโนจิตตวามนันโตตันเตจสาวานกาธรรมตระเฮวะกัมปะนัยยะจัญจายะตุทธวจนะจัญญกายะมัยเทสันเตนะสัม ตะเตตังเวติยะปิรัพพิธัมมะนังอะติอัตถภูตังปัญญาปฏิปัจจลิตาจิตตวามนันโตตันเตยัสสา
mạng cà lìa ni nam tu ban nam tháp bồ đề cang vi bát tham ma hát tham bát thế ra thế ra bồ đề kê na tham ya ba yam ta at tu bát thế đà hạnh tam bram mang vi so vi cho thế mật thế bạch ca vi thiên na nhiên na ca thế na vi thế ni chỉ đạo hòa hoa nên tu tan tề mà tan đề tuệ na nề ca vi vi thiên ni cho ba ta vi ni mọc hàng so hàng a thế ca mây đô sập sa thế ma ha thế ma ha quân na bà ra ma ta quan nhà thế ca ra sa sa pan ta ra ya ni via ma sam phun tha sa phun tê sa ma ha bồ đề sa la ca na lo pia ve na say ta ra sa tham mạn ca liên nô phiêu về na cha pa na ra sa nô phiêu về na kê tu mẹ liên nô phiêu ta nô phiêu về na ta sa opa pa ra mê ta nô phiêu về na ta sa pa ra ma tha pa ra mê ta nô phiêu về na say na sa ma thế pa nha nô phiêu say thế sa ha sa tham ma khan thiên nô phiêu về na na va lo quan thà ra tham miên nô phiêu về na an thang thế ca mang na an tha sa ma pa thiên nô phiêu về na cha la phi nhiên nô phiêu về na cha tu sa chay nhiên karana mutita upekha no phiya vena sa paparanta no phiya vena ratana thaya sarana no phiya vena taiha sabbarong atong katam mana supaya sa bantaraya pivina santo sabba sangkappa taiha sammechanto tikya yukai kia maha samut thiya arakhaka devata satya to mahe anurakhan to devata sapa putthiya nubhya ve satya sabhai bhavan to te bhavata sapa mangalang rakhan và thế gian ở ba thế vị sôm a độ mô tân niên xin chư thiên và nhân loại khoan hỷ phước báo của đại lễ an vị phật của chúng tôi làm trong ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình là phần tiến hành cử lễ đại lễ dân y ca thi ná. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời A Cha Chí Hùng hướng dẫn nam nữ Phật tử thọ trì vi giới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đi đầu kính thỉnh đại đức Thạch Sa Rang phó trụ trì chùa Mới Gia Kiết trì vi giới đến toàn thể chư nam nữ Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
được sự cho phép của sư cả chùa Cần Thơ và sư công viên xin thay mặt truyền ngụ giới đến cho toàn thể quý liệt vị trong buổi sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Va đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Va đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Va đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Thập quy y Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Chư thiện nam tín nữ đã thọ trì tam bi và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng phân giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới. Các chúng sanh được đầy đủ tài sản cũng nhờ dự giới. Các chúng sanh được giải thoát nhập nếp bàn cũng nhờ dự giới. Bởi các cơ ấy chư thiện nam tín nữ phải ráng giữ cho được giới lực cơ mà cho được trong sạch đường để lắm nhớ. Som Anumodani. Nam Mô
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Kim Thân Cha Lành Cao Cả, với anh từ chân ngã vô vi, cùng nhau tạo phước miên thùy, để đợi thêm ngọn lưu ly nhiễm màu. Cúng kính ngưỡng bái bạch Chư Tôn Thiện Đức Tăng. Kính thưa quý sư cô, gia đình thí chủ và cùng toàn thể đạo tràng như Phật tử tham dự quý kính. Đại lễ dân y Ca Thi Ná là truyền thống của hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy, được truyền thừa qua nhiều thế hệ, có từ thời Đức Phật còn tại thế, và thường được tổ chức một cách trọng thể nhằm đem lại những giá trị tâm linh, tinh thần cao nhất đến cho người tham dự. Chương trình trong một đại lễ dân y Ca Thi Ná thường có những phần trọng tâm như thuyết pháp, nhiễu Phật bao vần chánh điện, thọ trì vi giới, nghi thức tiên ngôn tăng sự, dân y và thọ y, chư tăng tụng kinh chúc phúc an lành và đai tăng vân vân. Những nghi lễ này hướng tâm các hàng thiện nam tín nữ vào ba ngôi tam bảo vi linh tối thượng, và làm niềm tin vào Phật Pháp Tăng được củng cố tăng trưởng, đồng thời cũng khiến cho phước báo được tích trữ, đó là phước đức phát sanh từ việc thọ trì và giữ gìn giới lực, phước vật phát sanh từ pháp bố thí, phước trí phát sanh từ việc nghe pháp. Đây là nhân duyên thiện lành để các hàng thiện nam tín nữ Phật tử giữ gìn chánh pháp và hộ trì ba ngôi tam bảo bằng việc đạo dựng thiện nghiệp, cũng như tạm thời quên đi những phiền não lo toan do cuộc sống đầy đẩy những xô bồ lo toan toan tính đem lại. Khi tâm được cột vào những điều thanh cao và hướng thượng, đó chính là lợi ích to lớn và thiết thực trước mắt khi tham dự đại lễ dân y Ca Thi Ná, thể hiện được những niềm vui nhẹ nhàng khi tâm được soi sáng bởi ánh sáng của từ bi và trí tuệ. Nguyện cầu giáo pháp được trường tồn, con người mãi yêu thương nhau trong hào quang vi diệu nhiệm màu của chánh pháp, do bậc chánh đẳng chánh giác đấng vị nhân được chư thiên và nhân loại ngưỡng kính khai sáng liễu tri. Kính bạch với ngài, kính thưa quý liệt vị, lễ hội dân y Ca Thi Ná đã trải qua hơn 25 thế kỷ nhưng vẫn gìn giữ và cho tròn tới ngày hôm nay. Do những ý nghĩa đó, sáng hôm nay ngày 30 tháng 10 năm 2016, nhằm ngày 30 tháng 9 năm Bính Thân Phật lịch 2560, tại chùa Giữa trang nghiêm và long trọng cử hành đại lễ dân y Ca Thi Ná cúng dường đến Chư Tôn Thiện Đức Tăng đã an cư trọn vẹn 3 tháng mùa mưa tại bổn tự. Trước khi chính thức cử hành đại lễ, ban tổ chức và gia đình thí chủ chúng con thành kính được nghiêng mình cung đón Thượng Tọa Trần Son, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ, trụ trì chùa Mâu Ni Rang Xây, và Chư Tôn Thiện Đức Tăng, trụ trì và phó trụ trì các chùa vì đây tham dự và chứng minh đại lễ dân y Ca Thi Ná tại sáng hôm nay. Và ban tổ chức chúng tôi cũng xin được hân hoan chào đón và tiếp đón quý quan khách cùng toàn thể chư nam nữ Phật tử xa gần đã hội tử vị đây tham dự và chung hùng công đức phước báo trong buổi lễ sáng hôm nay. Xin kính chúc đến toàn thể chư Tôn Thiện Đức Tăng, toàn thể chư nam nữ Phật tử luôn luôn được dồi dào sức khỏe an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại lễ dân y Ca Thi Ná tại chùa Giữa sáng hôm nay được phát sanh từ tâm lòng trong sạch và kính thành tam bảo của đại thí chủ sư cô Thích Nữ Tính Liên, thành phố Cần Thơ, và đại diện cho toàn thể chư nam nữ Phật tử thành phố Cần Thơ cúng dường tại chùa Giữa sáng hôm nay. Xin chư thiên và nhân loại quan hỷ phước báo của đại lễ dân y của chúng tôi làm trong ngày hôm nay. Hôm nay sư cô làm lễ dân y bởi vì chúng tôi nhìn thấy trong chánh điện toàn là thân bằng viễn thuộc của Bà Vi Sa Kha không ạ? Bà Vi Sa Kha là có tuổi đời là 120 tuổi, và Bà Vi Sa Kha là một người đại thí chủ thời Đức Phật.
nổi tiếng nhất trong cái kinh điển, bên cạnh bà Visakha là ông Cấp Cô Độc, là hai người có danh trong cái kinh điển. Hôm nay tự cho mình một tràng pháo tay là biến thuộc của bà Visakha nhỉ. Còn biến thuộc của ông Cấp Cô Độc hình như tiếp theo chương trình là lời tất bạch duyên sự của gia đình thí chủ chính thức tham dự buổi lễ dân y Katina sáng hôm nay. Phần này chúng tôi xin được trân trọng cung thỉnh sư cô Thích Nữ Tính Liên đại lao cho gia đình thí chủ và toàn thể đạo tràng có đôi lời tất bạch duyên sự đối trước đến chư tăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất bạch dân cúng y tại chùa giữa ngày 30 tháng 9 năm 2016, Gotama bảo tháp gạn ngời, tôn chí xá lợi, trời người hân hoan, chư thiên tăng chúng bảo toàn, 5.000 năm chẳng lời vàng Phật ngôn. Con kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời. Con kính bạch chư Tôn Đức Trưởng Lão cùng chư Đại Đức Tăng. Kính thưa quý vị tu nữ và toàn thể thiện nam tín nữ. Trước hết con xin đại diện gia đình tín chủ và toàn thể Phật tử thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng, quý ngài đã không ngại đường xá xa xôi, thời giờ quý báu chấp nhận lời mời quang lâm tham dự đến dân lễ dân y Katina của chúng con, để chúng con được tăng thêm phần phước báo. Kính thưa quý ngài, kính thưa quý liệt vị, chúng con lắng nghe, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Hôm nay chúng con được sanh làm người, lại được nghe chánh pháp qua sự giáo huấn của chư Tôn Đức. Vì ngàn xưa Đức Phật dạy, bổn phận người xuất gia là phải hoằng dương chánh pháp, còn bổn phận người tại gia chúng con là phải ủng hộ cúng dường trợ duyên vật chất. Tuy mỗi người một phận xiệt, một phận việc khác nhau, nhưng cùng chung xây dựng ngôi nhà đạo pháp. Vào mùa thu năm 2016, gia đình chúng con với tâm ý trong sạch luôn hướng về Tam Bảo đã phát nguyện và thỉnh cầu đến ngài Đại Đức Thạch Tha Ni chủ trì chùa giữa, xin cho gia đình chúng con được làm chủ chính thức lễ dân y mùa an cư kiết hạ năm 2016 Phật lịch 2560 đến chư tăng chùa giữa. Ý nguyện của chúng con đã được ngài Đại Đức chấp nhận sau những ngày tháng chờ đợi. Với tấm lòng hoan hỷ, chúng con đã tạo sấm y ca sa cùng Phật tử gần xa cúng dâng vật dụng tứ sự thiết lễ trai tăng vào ngày 30 tháng 9 năm 2016 năm Bính Thân Phật lịch
2560, ngài dân y thường niên của chùa giữa. Gia đình chúng con và tất cả Phật tử gần cũng như xa rất là phấn khởi vui mừng vì được cúng dâng tứ sự vật dụng, nhất là y bát đến chư đại đức tăng đã tinh tấn tu hành trong 3 tháng an cư kiết hạ. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý liệt vị, lịch sử chiếc bình bát ngày xưa có liên quan đến việc Bồ Tát Sĩ Đạt Ta phát đại nguyện bên dòng sông Ni Liên, mâm vàng trôi ngược dòng sông, Thích Ca thành đạo, cứu nhân độ đời. Chúng ta mới có một nơi nương nhờ chánh pháp kịp thời gieo duyên, cũng như ân đức của nữ đại thí chủ Di Gia Kha dâng tấm y đầu tiên đến Đức Phật tại kỳ viên Tịnh Xá sau mùa an cư, mà hôm nay chúng ta mới có được truyền thống hàng năm tổ chức đại lễ dân y Ca Thi Na. Y đã rách, rót đã mòn, con đường hành đạo vẫn còn đang đi. Chúng con không biết làm gì, cuối sinh dân cúng tam y đến thầy. Giờ đây trong không khí trang nghiêm, trước tam bảo, trong tòa bảo tháp Gotama, trước sự chứng minh của chư tôn đức trưởng lão cũng như đại đức tăng, gia đình chúng con hết lòng thành kính dâng y Ca Thi Na cùng các vật dụng đến. Vật dụng này đến chư tỳ kheo tăng nhập hạ tại chùa giữa. Kính bạch đại đức Thạch Tha Ni cùng chư đại đức tăng hoan hỷ thọ nhận cho chúng con được sự tấn hóa, sự lợi ích, sự an vui lâu dài. Buổi lễ dân y Ca Thi Na hôm nay đã và đang đến hồi viên mãn. Chúng con cùng toàn thể Phật tử gần xa, thiện nam tín nữ, xin hồi hướng quả phước báo thành thanh cao này đến tất cả chư thiên trong 3 cõi, nhất là chư thiên đang ngự nơi chùa giữa này. Xin cầu quý ngài hoan hỷ thọ nhận. Chúng con cũng xin hồi hướng phần phước thanh cao này đến các bậc thầy tổ. Với những phước báo cúng dường này, chúng con thành kính cầu nguyện cho cha mẹ và thân bằng quyến thuộc của chúng con cùng quý thiện nam tín nữ hùng phước đều được viên mãn. Cầu xin chư vị hoan hỷ với quả phước thanh cao mà gia đình chúng con cùng toàn thể thí chủ đã làm trong ngày hôm nay. Chúng con xin dâng phần phước thanh cao này đến chư tôn đức tăng. Quý vị tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử có mặt hôm nay cũng như không có mặt hôm nay, đồng đều nhau cả thảy hạnh phúc thay được làm người, gặp được chánh pháp nụ cười thiện duyên, tham sân si gánh muộn phiền, tùy duyên thuận pháp an nhiên cuộc đời, sao sao lành thai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sôm A Nụ Mô Tà Ni. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ phước báo của đại lễ dân y Ca Thi Na của chúng tôi làm trong ngày hôm nay. Sau phần đắc bạch viên sự của gia đình thí chủ, bên phần ban tổ chức cũng có một cái nghi thức được sự ủy nhiệm của đại đức trụ trì chùa giữa cho phép đại đức Tuấn Anh
có phần trao cái phần quà, trao cái lẵng hoa đến gia đình thí chủ, xin được trân trọng kính cung thỉnh đại đức. Ban tổ chức chúng tôi xin cung thỉnh sư cô Thích Nữ Tính Liên Hoan Hỷ đứng dậy. Xôm A Nô Mô Tà Ni. Xin toàn thể chư nam nữ Phật tử cho một tràng pháo tay tặng sư cô Thích Nữ Tính Liên. Thêm một tràng pháo tay nữa những cái phần mưa của chư thiên. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước Phật Đài trang nghiêm thanh thoát, dân tam y quả bát cúng dường, mong cầu tăng chúng mười phương tác thành công đức miên trường lạc an. Sau lời tác bạch nhân sự của đại diện thí chủ do sư cô Thích Nữ Tính Liên đối trước đến chư tôn Thiện Đức Tăng, tiếp theo là phần Vê Y Ca Thi Ná. Trước tiên chúng tôi xin được ban nghi lễ và xin được trân trọng kính mời thí chủ đội tam y và quả bát đồng vị lên. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời A Cha Chí Hùng hướng dẫn gia đình thí chủ và toàn thể chư nam nữ Phật tử dân Y Ca Thi Ná đến chư tôn Thiện Đức Tăng an cư tại bổn tự. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kana Kama Cá Chui Riệp Chậm Nô Trầy. Nam mô ta sa pha ga va to a ra to sam ma sam bồn tha sa. Nam mô ta sa pha ga va to a ra to sam ma sam bồn tha sa. Nam mô ta sa pha ga va to a ra to sam ma sam bồn tha sa. I mang phan te Sapparivarang Kathina Jivaradusang Vikho Sankhasa Ono Chayama Sathuno Phante Vikho Sankho I mạng sa pa ri va rang ka thi na ji va ra du sang ba ti ga ha tu ba ti ga he toa cha I mi na du se na ka thi nang a tha ra tu Âm ha căng đi kha ra tăng a tha ya hi ta ya su kha ya đô ti dầm bi ta ti dầm bi. Kính bạch chư đại đức tăng, chúng con xin thành kính dân nghi ca thi ná cùng với những vật phụ tùng này đến tỳ khu tăng. Bạch đại đức tăng, cầu xin tỳ khu tăng nhận lãnh và thọ dụng Y Ca Thi Ná cùng với những vật phụ tùng này cho chúng con được sự lợi ích, sự tăng hóa, sự an vui lâu dài. Lần thứ nhì, lần thứ ba. Som A Nô Mô Tà Ni. Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ phước báo của đại lễ dân y Ca Thi Ná của chúng tôi làm trong ngày hôm nay.
Xin chư thiên và nhân loại hoan hỷ phước báo của đại lễ dân y ca thi nát của chúng tôi làm trong ngày hôm nay. Som a do mo tani. Kính thỉnh sư cô và toàn thể chư nam nữ Phật tử ổn định vị chỗ ngồi. Tiếp theo là phần nghi thức tăng sự thọ y và giao y. Nhân cái phần này, ban tổ chức cũng xin được cáo lỗi đến toàn thể chư quý Phật tử vì truyền thống của chùa giữa xưa và nay. Buổi chiều mới hành tiến hành nghi thức dân y, tăng sự thọ y và giao y. Do đó xin mời toàn thể chư quý Phật tử chúng ta liệu tri và thông cảm cho bổn chùa, cho ban tổ chức. Truyền thống của chùa giữa xưa và nay, sau khi tác bạch dân y về y ca thi ná xong, cái phần này để tới chiều mới hành tăng sự. Do đó xin chư vị chúng ta hướng về Tam Bảo và xin mời A Cha chú Hùng hướng dẫn toàn thể chư nam nữ Phật tử sám hối và chư tăng chúc phúc an lành. Cái phần trong Phật điện chúng ta đã kết thúc tại nơi đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hãy
samana na chate sanna ka le na thama sa ka kha e ta ma ka da bom ta ma ta bao cha brahmacharya cha araya sa cha na ta sanna ne pyan chát tay ya sân akam bát ya sau kèm vì chát kèm mang e tam mang kèm mút tam mang e tam đi sân ikan vân a sam pan a papa raki tay mát mát sắc giác na na tư quan tâm nó e quan quan vị chế do ho vị chế do sắc chế do mang cả lê ba ra chế tập ba la kê sê sê ba la vi ba cát tay sơ mang cả lê sơ ba phiền tay sơ hát thế tay sơ phan nó sơ ma hôn thôi chế sơ giác thế trăng chạy cam ma bát đà khai na bát đà khai na ma no cam ma bát đà thi đề bát đà khai na tuệ đà la phật tham đề vi bát đà khai na sê đề văn thay ca ya sa văn thay ca ba đà văn thay ca văn na văn thay ca sa ca văn thay ca ho tu sa bát đà tu kha ro ca pa ya liệp phạn sa thế thiên nhân sau khang ba la sẽ đề a như cho văn nó cho phu kê vân thầy chư giác sa văn chỉ và sa thế theo văn tơ tê sôm a đô bồ tê ni chư thiên ngữ trên hư không a địa cầu thị phước điều chúng tôi hỡi trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tỏ vui lâu dài quyên thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu chúng tôi vui thu đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu siêu sanh do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sạch làm đây phải là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai sôm a nô mô ta ni phần nghi thức tại Phật Điện đã chăm chánh đó. Cái phần nghi thức tại Phật Điện đã thành tựu viên mãn. Thay mặt ban tổ chức xin thành tâm kính chúc chư tôn thiền đức tăng và kính chúc toàn thể chư nam nữ Phật tử luôn luôn gặp được phúc pháp của Đức Phật là sống lâu, sắc đẹp, an vui và sức mạnh, và cuối cùng được đoạn tận khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.